Thiết kế gây tranh cãi của dòng nước hoa Acqua di Gio Profumo phiên bản 2021, một cái chai nước hoa không có nắp 500, liệu có phải là hàng giả không? Cái vấn đề của cái nắp 500 trong cái chai nước hoa giò đen á, luôn được mọi người đem ra để có thể phân biệt được chai nước hoa hàng thật hay là hàng giả. Và thậm chí có người mua nước hoa của cái chai giò đen á, hay hỏi là cái chai nước hoa này á, nó có 500 không? Có thì mới mua, còn không thì nghĩ là giả, đúng không? Và đây là cái chai nước hoa không hề có nắp 500, nhưng đó chính là cái phiên bản mới nhất 2021 mà Hương cầm trên tay đây. Vậy liệu thì cái dòng nước hoa mới nhất này thì nó sẽ có những cái đặc điểm như thế nào? Cùng Hương xem hết video nhé. Cái chai giò đen này thật ra là nó có rất là nhiều phiên bản luôn á cả nhà. Đây là cái chai cũ nè mà ông xã Hương đã dùng á, thì nó có một cái đặc điểm đó chính là cái chữ của nó rất là sáng bóng như inox vậy đó, và cái nắp là 500 luôn nha. Còn cái chai nước hoa mà Hương đã chia sẻ với cả nhà của mình trong một cái video phân biệt hàng thật và hàng giả sẽ là một cái phiên bản tuy là nó có nắp 500 luôn, nhưng mà chữ của nó thì không có phải là bóng như inox đâu nha, mà là dạng một cái kiểu in lên mà cái kiểu trắng ngà ngà đó. Nếu bạn nào mà chưa có xem cái video mà phân biệt hàng thật hàng giả thì các bạn có thể bấm vào cái link ở phía dưới Hương để nha. Và đây là cái chai nước hoa mà gây tranh cãi nhiều nhất trong cộng đồng nước hoa trong thời gian vừa qua. Vậy liệu cái nắp không có 500 thì có phải là hàng chính hãng hay không? Mọi người nhìn nha, cái chai này đây nè, nó không hề có nắp 500 luôn á. Và nó chính là cái phiên bản mà cái lô hàng mới nhất và Hương check ra là tháng 12 năm 2021. Và cái dòng nước hoa này thì cái chữ của nó mọi người sẽ nhìn thấy được ha, là cái kiểu mà in lên mà trắng ngà ngà. Hương cũng không hiểu tại sao mà hãng đã làm đẹp như vậy. Người ta càng ngày càng cải tiến đúng không? Càng ngày tự nhiên cho mình những cái cảm giác sướng, xong rồi bây giờ đưa mình về cái thời cổ đại luôn á. Cái chai này nó y chang như cái chai giò trắng và giò nâu mọi người có thể nhìn thấy. Nhưng mà Hương thấy có một cái điểm đó chính là Hương phải chia sẻ với cả nhà của mình, là bởi vì rất nhiều người đã hỏi Hương là ủa tại sao những cái chai nước hoa giò đen sau này lại không có nắp 500, liệu nó có phải hàng giả hay không? Và Hương hy vọng rằng trong cái video này mọi người sẽ hiểu những cái kiến thức là chai nước hoa mới này không hề có nắp 500. May là cái nắp 500 này nó cũng không có ảnh hưởng gì đến mùi hương cũng như là bảo quản nước hoa. Nhưng mà mọi người nhớ ha, chia sẻ để cho bạn bè của mình nó lỡ mà có mua nhầm một cái chai mà không có nắp 500 cũng không có sợ nha. Bây giờ Hương sẽ chia sẻ cho cả nhà của mình vài cái điểm cần lưu ý đối với lại cái dòng nước hoa này, để khi mình đi mua mình sẽ không có bị mua nhầm hàng giả nha. Cái thứ nhất mọi người để ý giúp Hương nha, cái đầu tiên là cái nắp không có 500 là mình không nói rồi ha. Nhưng mà cái phần ở dưới đáy nè, nó sẽ có một cái mặt bằng inox như thế này và nó rất là sát vào cái chai. Chứ nếu mà nó nhấp nhô ra ngoài hay là nó bị lỏng là chắc chắn đó là hàng giả nha. Nhớ soi gương, mình có thể soi gương được cái phần inox như thế này, là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa đó chính là cái chai tuy là nó màu đen nè và cái chữ của nó được in thì màu trắng ngà ngà, nhưng mà mình có thể nhìn thấy cái nước ở bên trong rất là rõ luôn. Điểm thứ ba đặc biệt thì đối với cái chai này nó không hề có nắp 500 thì nó sẽ có một cái khớp như thế này đây, nên là cái khớp này mình có thể sẽ đóng được cái nắp chai. Điều này rất là quan trọng. Đôi khi là cái chai nước hoa mà có nắp 500 á, thì nó sẽ không có cái điều đó, nhưng mà cái chai nước hoa mà không có nắp 500 thì chắc chắn để ý cái điều đó giùm Hương. Ngoài ra thì nó sẽ có rất nhiều cái điểm mà khác biệt á, khi mà nhìn vào á, thì Hương cũng sẽ thấy được sự khác biệt, nhưng mà quay lên video thì Hương sợ mọi người sẽ nhìn không có rõ. Ví dụ như là cái này nè, mọi người sẽ nhìn thấy được đó chính là đây, cái chai phiên bản mới này thì cái inox ngay chỗ cái vòi này nè, nó sáng bóng hơn rất là nhiều so với cái phiên bản cũ. Nhưng mà đôi khi mắt thường mình không có nhìn thấy được ha. Cái dòng nước hoa mới này thì nó sẽ có một chút xíu cái điểm khác biệt so với lại cái phiên bản của giò đen cũ nha. Bởi vì khi Hương xịt cái mùi này ra, tông đầu tiên của cái phiên bản mới á, mình sẽ có cảm giác là cái mùi nó mát hơn. Và cái cảm giác hương thảo nó kết hợp với lại cái những cái nốt của nhan trầm, đặc biệt đó chính là cái hương vị của biển. Nhưng cái dòng nước hoa cũ thì khi xịt ra mình sẽ cảm nhận ngay những cái nốt nhan trầm nó lại đậm hơn so với lại phiên bản mới. Đó là cái điểm khác biệt. Nhưng sau 15 phút sau thì cái tông mùi nó hoàn toàn gần giống như nhau. Nó vẫn giữ được cái tông mùi của hương vị biển, mang một chút nhan và hương thảo hòa quyện, tạo một cái cảm giác trầm ấm. Đối với những ai mà đã quen xài cái giò đen rồi thì mình mới có thể cảm nhận được một cái sự khác biệt. Còn Hương tin các bạn mới thì chắc chắn sẽ không có cảm nhận được cái điều này đâu. Nhưng mà nếu ai đã mê giò đen rồi thì hãy chấp nhận phiên bản mới đi. Tại vì Hương tin rằng cái lô sản xuất tiếp theo chắc chắn nó cũng sẽ ít nhan hơn một chút xíu, cái mùi nó sẽ mát hơn một chút xíu, mang âm hưởng của hương thảo, và đặc biệt là không có nắp 500. Nếu như các bạn có bất cứ những thắc mắc gì hoặc là muốn tìm một cái dòng nước hoa nào cùng gu với những chai giò đen thì đừng có ngại, hãy comment cho Hương biết nha. Hương rất là vui khi trả lời tin nhắn của mọi người á.
Và đặc biệt đó chính là đây là cái kênh cá nhân của Hương. Còn nếu mà muốn biết thêm rất là nhiều thông tin về nước hoa mới nhất á, thì đừng quên hãy like và subscribe kênh YouTube Missy Perfume. Hương sẽ để link ở bên dưới nha. Cảm ơn mọi người.